nên là phải xuống like luôn, vì đây này, Facebook nó báo em đây này, ghi quả sứa tút đấy dính trưởng luôn. Ảo lắm các chị ạ. Nào thôi. Rồi chắc chắn là cái livestream này xong là phải xóa rồi. Chắc chắn là cái livestream này xong là phải xóa rồi. Rồi em bắt đầu nhá mọi người nhá. Thôi bây giờ là em không biết là như thế nào nữa rồi các chị ạ. Bây giờ đang gọi là thời kỳ khủng hoảng của Facebook rồi đấy. Rồi em bắt đầu livestream này. Cái này số lượng bao nhiêu em? Được chưa? Các chị ok la chưa? Nào các chị đã ổn định chỗ ngồi chưa? Chồng vợ lên lại rồi đấy chồng ơi. Okay. Áo em mặc là bao nhiêu tiền nhỉ? Nước mời các chị nhá. Ăn bánh nhá các chị, ăn bánh uống nước. Mua hàng nhá. Một chiếc duy nhất các chị ạ. Áo em mà chỉ có một chiếc duy nhất thôi hay là em để em mặc nhờ? Các chị nhờ, áo em mà chỉ có một chiếc duy nhất thôi ạ. Các chị comment cho em là một chiếc duy nhất. Em tặng các chị 188.000. Một chiếc duy nhất 188.000, mặt sau còn ấy cơ. Mặt sau còn thêu nó cơ, rất là xinh. Nhưng mà thôi mình thấy mặt trước đã đẹp rồi, không cần mình phải nhìn mặt sau nữa các chị ạ. Rồi các chị lên đơn cho em ạ, là một chiếc duy nhất ạ, 188.000 nhá mọi người nhá, một chiếc duy nhất 188.000. Em đang mong tất cả đối thủ cạnh tranh với em chạy quảng cáo tiết mù lên đi. Đấy, để cho gọi là đứa nào cũng bán được hàng đi, khỏi phải vào mà cắn nhau các chị ạ, mệt lắm. Chúng nó còn kiện cái em với mối hàng cơ mà các chị. Em thua thật sự luôn đấy. Ở đâu ra cái kiểu như thế. Em bán lỗ thì kệ con mẹ em, bây giờ em đéo bán được hàng. Các chị em đéo bán được hàng. Em bé thì em lại chả phải bán lỗ xả đi, không bán lỗ xả đi thì em mặc hết à. Mà đi mà kiện ngáo đéo chịu được luôn. Riêng bán lỗ chỉ có khách hàng là người được thôi. Chỉ có khách hàng là người gọi là được thôi, còn đâu ai cũng thiệt hết. Thôi xong. Rồi các chị lên đơn cho em mã này ạ. Tiếp nha. Mã này các chị comment cho em là cam số lượng ạ. 3 cái. Em tặng các chị 10.000 một cái. Các chị comment cho em là cam 10k kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Ẩn comment đi bạn ơi. Cam 10k kèm số điện thoại giúp em. Ai nhanh thì được mà ai chậm chân thì mất lượt nha các chị nhá. Cam 10k kèm số điện thoại. Em ơi, bê cho chị mấy bao hàng bom ra đây với cả đống này để đưa để chị xả. Chỗ này là hàng xả, còn lát nữa em sẽ cắt hàng bom. Được chưa ạ? Rồi các chị lên đơn cho em ạ. Cam 10k kèm số điện thoại giúp em. Kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Không bao giờ mọi người thấy ai đâu, tại vì em ẩn hết comment rồi ạ. Cam 10k kèm số điện thoại ạ. Rồi các cháu ơi, phổ biến ạ. Các cháu phụ tập trung nào. Cam 10k kèm số điện thoại. Ok chưa ạ? Cam 10k kèm số điện thoại này. Lại kể cho các chị một câu chuyện là 76 cân không mặc thoải mái nhá. Tất cả hàng của nhà em đều từ 65 đến 68 cân quay đầu thôi. Không có chuyện mà 76 cân và phải đảm bảo mặc thoải mái nhá. Em không tiếp những khách hàng như thế nhá mọi người nhá. Cam 10k kèm số điện thoại. Chị chốt đơn cho ai lên đầy đủ địa chỉ và số điện thoại. Lên đầy đủ số điện thoại thôi. Lên đầy đủ số điện thoại. Các chị bổ sung vào trong inbox giúp em. Địa chỉ bổ sung Facebook và nhớ là phải chia sẻ nhá. Rồi ạ, bộ gió nâu mấy bộ em ơi? Bộ gió nâu có 2 bộ. Một bộ cam thì 10k cho Thanh Hương này. Em ơi. Thôi không cần phải đọc đâu ạ. 3 cái thôi ạ. Một bộ thì hơi bị ấy một tí. Rồi ạ. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Đập hộp ạ. Đập hộp cho em nhá mọi người nhá, hàng 390. Em tặng các chị luôn ạ. Đập hộp cho em hàng 390. Em tặng các chị 220.000. Quá rẻ luôn. 220 ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là đập hộp 220. Khách có đơn rồi các chị comment cho em là dồn đơn. Được chưa ạ? Khách chưa có đơn. Khách có đơn rồi có nghĩa là cái livestream vừa nãy các chị có đơn rồi thì các chị comment số điện thoại dồn đơn. Khách chưa có đơn thì mình bổ sung số điện thoại nhá. Mình có thể inbox cho em địa chỉ cũng được. Mã này của nhà em là set gió Gucci 2 lớp rất là đẹp luôn. 220.000 ạ. Mã này các chị comment cho em là đập hộp 220 kèm số điện thoại, nói chung là 220.000. Các chị được cả quần cả áo như thế này, nó quá là rẻ luôn. Bộ này của nhà em là hàng 390, lên like một lần hết sạch luôn. Lên like một lần hết sạch luôn. Bây giờ khách bom về 2 bộ, em xả lỗ cho các chị 220.000. Các chị lên đơn cho em là đập hộp 220 kèm số điện thoại giúp em. Bộ khoác gió này của nhà GC cho em rất là đẹp. GC phối với ba len, đập hộp 220 kèm số điện thoại. Ấn vào màn hình thả tim tương tác đi mọi người ơi. Đập hộp 220. Ấn vào màn hình thả tim tương tác cho em. Đập hộp 220 kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại anh em. Đập hộp 220 kèm số điện thoại.
Tất cả những ai chốt hàng bom vui lòng cọc trước giúp nhà em để nhà em lên đơn nhá mọi người nhá. Vì ngày hôm nay là em nói thật là em chán đời rồi, em bán gọi là giá gọi là chán đời luôn. 390 giảm còn 220, còn gì rẻ hơn nữa. Đập hộp chốt cho hai người và chốt dự bị hai người nhá. Nếu ai muốn thay hộp thì comment cho em là thay hộp này. Và thôi thay được. Đập hộp cho em 220 kèm số điện thoại, bổ sung số điện thoại đừng chốt vớ vẩn. Nhá mọi người nhá, đừng chốt vớ vẩn, ok. Đập hộp cho em 220 ok này. Chốt dự bị thêm cho hai chị nữa, vâng. Rồi ạ, tiếp tục ạ. Áo NY. Ôi. Áo NY này hết hàng rồi ta. Áo NY này các chị ơi, khách sỉ của nhà em đâu hết rồi ạ. Khách sỉ, khách lẻ, khách quen, khách yêu của nhà em đâu hết rồi. Thả like thả tim cho em. Thả like thả tim cho em. Đã này em mở ra xem có mấy cái hoàn về nào. Ok la luôn, có 5 cái. Và khách xả. Phải cứ chốt cho lắm vào các chị ạ. Cứ chốt cho lắm vào. Các bác ơi, em có 5 cái ạ. Em xả lỗi cho các chị luôn 166.000. NY166 kèm số điện thoại 166.000. Quá là đẹp luôn. NY cho em 166.000 kèm số điện thoại giúp em, ai lấy các chị lên đơn. 5 cái là lắm. NY cho em ạ, 166.000 lỗ. Không lỗ em làm con các chị luôn. NY cho em 166.000 nhá. Các chị comment cho em là NY kèm số điện thoại. NY ơi. Chị không biết. NY kèm số điện thoại giúp em nhá các chị nha. Hôm nay em xả hết cho các chị ạ. NY kèm số điện thoại cho em. Cái màu của nó quá là chuẩn luôn. Cái màu của nó quá là chuẩn và quá là đẹp luôn ạ. NY 166 kèm số điện thoại. 166.000. NY cho em 166.000 kèm số điện thoại được chưa ạ? Siêu rẻ luôn. 166.000. Rồi tiếp tục ạ. Đưa chị cắt ra. Vì mà chữ hủy kia. Thằng Thanh Phạm là cái chị mà già già ấy sao ấy. Ok, NY em hết. Ok, ôi chị. Ôi. Sao năm tao không buôn lấy đâu. NY có chút dự bị không? Sao năm tôi không buôn? Sao năm tôi không buôn cái này ở đâu các bác ạ? Đây là sai lầm của tuổi trẻ đấy. Nếu mà hàng như thế này, ví dụ như bom về nhìn nó vẫn còn mới mới này các chị này. Vẫn còn gọi là bán được này các chị này. Còn cái này thì bán gì nữa các chị ơi. Cái này thì còn bán gì nữa. Set đát cho em 110.000. Ai lấy các chị comment cho em là đát đen 110 kèm số điện thoại hôm nay bán vui vui nhá. Ơ lên view phúc kìa. Đát đen 110 kèm số điện thoại giúp em. Các chị ơi follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi ạ. Ủa ôi sao nó lại bóc hàng của tao ra như này à chúng mày. Giữ vị giới cho Hồng Ánh nhá. Cái này các chị lên đơn cho em là đát đen ạ, 110 kèm số điện thoại này. Khách mới, okay, chị này. Mọi người lưu ý mua em ơi, trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp mình 100. Có cần phải thay túi không ạ chị? Đát đen có cần phải thay túi không chị ơi? Má này các chị comment cho em là bom trắng ạ. Bom trắng 20.000 kèm số điện thoại, hàng bom em bán rẻ cho các chị, gọi là rẻ hơn cả giá ship đi. Được chưa ạ? Để cho các chị chốt chắc chắn giúp em. Chứ vào cái tầm mấy em bán áo phông 40-50 ấy, em cảm giác như là khách hàng của em chán lắm các chị ạ. Vâng ok chị ạ, gấp gọn gàng rồi nhá. Mã này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Bom trắng á. Bom trắng kèm số điện thoại giúp em 20.000. Bom trắng kèm số điện thoại đâu vứt đây chị cắt cho. Bom trắng 20 kèm số điện thoại. Ok chị, hình như em vẫn còn mấy bộ đắt. Bom trắng á, 20.000 kèm số điện thoại giúp em. Bây giờ chúng mày hay vậy. Lát à. Một lát khác. Một lát khác các chị ạ. Má này các chị comment cho em là bom bộ cho em. Bom bộ kèm số điện thoại ạ. Bom bộ kèm số điện thoại giúp em nhé mọi người nhé. Bom bộ kèm số điện thoại. Ai lấy các chị lên đơn em xả lỗ cho các chị luôn 110.000. 110.000 ạ, cả một bộ đát luôn. Bom bộ kèm số điện thoại. Bố đang ngó nghiêng xem còn ở đâu không đấy. Bom bộ kèm số điện thoại ạ. Nào khách nào xả không? Bom bộ kèm số điện thoại giúp em 110.000. Đây, nhìn phát thấy có bộ cam luôn. Rồi xem có bộ đen không nhỉ, chốt cho khách hàng. Theo có sót không nào? Rồi đấy là hàng khách xả. Rồi ok, bộ 2 bộ 110.000 à. 2 bộ đúng không? 3 bộ.
3 bộ, em có 3 bộ ạ. Em có 3 bộ nhá các chị nha, em xả luôn các chị 110.000. Các chị comment cho em là bom bộ kèm số điện thoại giúp em. Bom bộ kèm số điện thoại ạ, 110.000. Ai lấy em mời các chị lên đơn ạ. Áo tớ mặc là 188.000. Bạn comment là mặt cười 188 nhé. Mã này các chị comment cho em là dash cam ạ. Mã này các chị comment cho em là dash cam giúp em 110.000 ạ. Dash cam 110 kèm số điện thoại ạ. Ai mặc có đúng một cái duy nhất trên cuộc đời này các chị ạ. Mã này mình lên đơn cho em là dash cam cho em 110.000 ạ. Dash cam 110 có cái gì đen đen không? Em ơi em lọc luôn cái đống hàng hay xả đi không? Mã này mình lên đơn cho em là dash cam giúp em 110.000. Con từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa. Bom bộ chốt xong chưa em? Dash cam cho em 110.000 ạ. Mèo con vừa lấy chốt thì mã xả 5 đây. Để đổi màu cam. Để đổi màu đen này. Mèo con chốt chuẩn cho mèo con nhá. Chốt chuẩn cho em nhá, chốt không chuẩn nhé em không bán hàng đâu ạ. Mã này các chị comment cho em là áo len. Từ 2 sản phẩm trở lên tổng giúp mình 100.000 nhá. Mèo con lưu ý cho mèo con nhá. Có mỗi một bộ thôi, dash cam. Mã này các chị lên đơn cho em là len gấu ạ. Len gấu nhá mọi người ơi. Dash cam ok này. Len gấu 250 em xả các chị 125.000. 125, 115 đi. Len gấu 115 kèm số điện thoại giúp em. Dash cam em hết. Áo len ạ, dash cam em hết ạ. Len gấu cho em 115.000 kèm số điện thoại. Ai lấy các chị lên đơn. Mặt cười đây, áo thủy mặc này có một cái thôi, 188.000. Mặt cười ok, chốt đơn cho Ly Hà. Mã này các chị lên đơn cho em là len gấu ạ. 188.000 Ly Hà này. Ly Hà khách mới thiện chí mua thì tổng giúp mình 100.000 nhá, vì sản phẩm có một. Thế lại đổi cô gái gì sang cô gái gì nhỉ? Cái cô gái mã xả năm đấy. Len gấu cho em 125.000 áo len. Ok. Len gấu ạ, hàng khách bom ạ. Các chị comment cho em. À 115.000 ạ. Ok đào hoa. Len gấu 115 kèm số điện thoại ạ. Len gấu 115 kèm số điện thoại giúp em. Các chị thích đát đúng không? Ok luôn. Cho chị xi 3 bộ đát này đi. Chị ơi, chị có thích 3 cái bộ đát này không? Cái này là bộ 3 lá này chị ơi. 2 bộ ạ. 3 lá đen ạ, 110.000. À đây. 3 lá đen là 110.000. Mã này các chị comment cho em là đát trắng không, em phải bán hơn 111.000 cho nó. Đát trắng cho em 111.000. Quá rẻ luôn các chị ạ. Tầm này bán như không bán luôn các chị ơi. Tầm này đúng kiểu bán như không bán rồi ạ. Mã này mình lên đơn cho em là đát trắng cho em 110.000, tôi bán thế thôi. Đát trắng ạ, 111.000 chứ. Đát trắng cho em 111.000 rất là đẹp. Ok em Ly Hà. Đát trắng cho em ạ, 111.000, ai lấy các chị lên đâu. Đẹp quá. Đát trắng 111.000 kèm số điện thoại, ai lấy các bác comment ạ. Ok em nhận đơn ạ. Đát trắng 111, đúng rồi ạ. Được không các chị? Phải bán giá đấy cho nó ảo ma Canada. Ôi dồi ôi, đát trắng cho em 111.000. Ai lấy em mời các chị lên đơn. Ok, đát trắng 111.000. Đát trắng có mấy bộ đấy ạ? Rồi tôi làm bom đây chị cắt này. 57 bộ. Đát trắng là 111 nhá các chị nhá. Tầm này bộ móng 950 cũng chỉ đi cào hàng bom thôi các chị. Dì lê hết mất rồi. Dì lê hết mất rồi. Cho mày cho chị mặc cái khác này đi. Mặc cái gì có thắp cái vào. Mặc cái gì có thắp cái. Dì lê hết mất rồi Thảo Ngô ơi. Có một cái duy nhất trên đời bạn chuyển khoản, bạn sẽ chuyển khoản luôn. U là trời. Nguyền đâu. Hôm nay không lên kính rồi bạn ơi. Kính ở trên kho cơ bạn ơi. Má này các chị lên đơn cho em là chó hồng cho em. 122.000 nốt. Bom chó hồng. Ok để tìm mã bom Lê chó nhá. Hồng 122 kèm số điện thoại kìa. Xem nhà cái gì đây là yếu em ơi. Bom chó hồng kèm số điện thoại giúp em. 122.000. Bom chó hồng kèm số điện thoại ạ, 122.000 một cái. Xin lỗi. Bom chó hồng kèm số điện thoại. Chó hồng 122.000. Chó hồng 122. Ai lấy các chị lên đơn. Mấy cái? 3 cái mọi người ơi. Chó hồng em có 3 cái 122.000. Thôi nha, hôm nay sale sương sương, sale linh tinh nha mọi người ơi.
tán lỗ nha. Chó Hồng cho em 122 kèm số điện thoại rồi. Em chuyển phong cách đây. Này, cái túi gilê ở kia kìa em ơi. Bon chó Hồng là 122.000 này. Rồi, hết rồi đấy. Cái bánh bèo vô dụng nha các chị. Bánh bèo nhưng không hề vô dụng. Lần này có nịnh vợ thì cũng chả được cái gì nha. Bánh bèo nhưng mà rất là được việc. Làm cái ai? Hả? Em mua đồ đi ăn đám cưới. Mua đồ đi ăn cỗ thì bây giờ mua cưới thì chim cá, chim cá. Má này các chị lên đơn cho em là bom cam. Bom cam ạ. 30. Bom cam 30k kèm số điện thoại. Bom cam 30k kèm số điện thoại giúp em. Hai này các chị lên đơn ạ. Bom cam 30k nhé mọi người nhé. Bom cam 30k kèm số điện thoại. Bom cam 30k một cái. Bom cam 30 ok. Bom sám 30k một cái ạ. Này chị bảo này, chị cứ tiện tay chị vứt đây không, đứa nào dọn được chị nhá. Hay là cho cái thùng gì vào đây để chị vứt. Không, chị cứ vứt đấy. Bom sám cho em đúng không? Bọn này không thể nâng niu chiều chuộng được. Bom cam em hết. Cái bọn bom ấy không thể nâng niu chiều chuộng được mọi người ạ. Này, bom vip cho em này, 20.000. Bom sám 40 ok. Bom vip cho em bom này. Bom sám là 40 chứ. 20.000 này. Đát cam ạ, 111.000 ạ. Không 37 212 9890. Bom hàng. Má này các chị comment cho em. Bom vip 20 ok em hết này. Đây bom đắt cam đây. Má này các chị comment là gì nhỉ? Đắt cam. Đắt cam. Đắt cam cho em 111.000 ạ. Đắt cam cho em 111.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Logo đắt in ở dưới sọc quần như này nhé mọi người nhé. Rất là xinh. Đắt cam 111 này. Em biết này. Đẹp nhỉ. Đắt cam này. 111 ạ. Đắt cam. Rồi bạn ơi. Áo em đang mặc là 168.000. Đấy, mặc là 168. Các chị comment cho em là kẻ ô 168 kèm số điện thoại giúp em. Kẻ ô 168 kèm số điện thoại ạ. Ôi là chị quá là chén đời luôn. À, áo thỏ này tao hết hàng rồi nha. Dám bom hàng chị móc mắt ra. Được ghê. Hả? Chán sự nản. Kẻ ô 168 kia bán được áo kẻ ô ghê ơi. Ê, tao hết hàng rồi nha. Con cún bé sầm eo ơi này. Lại còn sầm mi đen. Chị ạ. Các chị ơi. Nó bao hàng em, tên của nó lại còn này là còn là sầm mi đen. Sao nó đang cười vào mặt em các chị ạ. Đây. Hả? Gửi đơn hi hi. Nó bao hàng em rồi nó lại còn. Không, hủy đơn là chị ấy. Kẻ ô 168.000 ạ. 168.000 mà kẻ ô em đang mặc. 168.000 các chị ạ. Đây ạ. Áo em mặc là 168.000 nhá. Quần em mặc là quần da. Chán nhở. Quần em mặc đồ em nhá, em còn chưa có mã cơ. Em cứ mặc thế thôi. Rồi, áo len gấu phía sau em lên chưa? Áo len gấu phía sau em lên chưa? Áo len gấu là áo len gấu sáng ạ. Các chị muốn xem thì các chị comment cho em là xem nhé. Hôm nay em xả tung tóe cho các chị luôn. Xả tóe tề le cho các chị luôn. Xem cô gái này. Má này các chị lên đơn cho em nè. Má này các chị lên đơn cho em nè. Một cái nhá. Của bạn Sầm Y Le đấy. Nó bom hàng em rồi. Nó lại còn tên là Sầm Y Le nữa. Nó đang cười vào mặt em. Các chị ạ. Dám bom hàng chị sẽ móc mắt ra đấy nhá. Đừng có nhờ với chị nhá. Này tao đã bán hàng rồi. Tao đang bán hàng bom mà mày vứt cái gì ra đây thế. Má này các chị lên đơn cho em là thỏ trắng cho em ạ. 122.000. Thỏ trắng 122.
các chị ơi, thỏ trắng thêm 122.000. Ai lấy các chị lên đơn. Cái áo di lê gấu nhà mình ở đâu nhỉ? Áo di lê gấu mà bọn em báo thiếu hàng. Thỏ này mình mua màu đen đẹp phải trưởng. Vâng ạ, đẹp nhờ các chị nhờ. Đây phải trưởng luôn. Đẹp vãi trưởng luôn. Em cảm ơn chị. Hả? Ừ. Chưa? Thì bây giờ đưa đây để chị bán lại. Còn không? Có hàng ở đâu không? Ấy là rồi à? Có. Thỏ trắng. Thỏ trắng thêm 122.000 em hết ạ. Đưa đây, đưa đây, đấy kéo đi đây đẹp đưa để chị bán cho khách. Chị lại chắc chắn rồi. Đừng với chị. Nào tiếp tục ạ. Gấu cam cho em ạ. Mèo con khách mới mua. Mèo cam phải mua chuẩn nhá. Đây là hàng khách bom nên các chị phải mua chuẩn cho em. Gấu cam này cũng hết rồi, có một hôm em treo cái gấu cam ở đây. Cũng cái vị chỉ cô gái như thế này em đã bán hết hàng rồi. Má này các chị lên đơn cho em ạ là gấu kẻ ấy. Đang mặc ok này. Vâng ạ, em đang mặc là kẻ ô ạ. 168.000. Má này các chị lên đơn cho em là gấu cam ạ. Gấu cam nhà có sót cái nào, em có một cái treo mẫu. Là em có hai cái gấu cam. Các chị lên đơn cho em là gấu cam cho em. 119.000 quá lỗ rồi các chị ơi. Lỗ lòi lờ rồi. Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Gấu cam kèm số điện thoại. Gấu cam kèm số điện thoại giúp em. Số lượng bao nhiêu cái? Không, cái kẻ ô số lượng bao nhiêu cái? Chị lưu một chút. Rồi gì? Rồi ạ, các chị lên đơn cho em mã này. Gấu cam ạ, 119.000. Hôm nay em sale quá lỗ rồi, em mời các chị lên đơn. Gấu cam 119 kèm số điện thoại. Hàng của nhà em là hàng chuẩn xịn như thế này ạ. Hàng của nhà em là hàng chuẩn xịn như thế này nha. Em có một cái hàng khách bom và một cái treo mẫu ở phòng live hết hàng. Gấu cam kèm số điện thoại giúp em. Em đang lên cho các chị, em đang chuẩn bị lên cho các chị một mã di lê rất là đẹp. Áo em đang mặc là 229.000, sale còn 168. Em đang mặc là kẻ ô 168. Ai lấy các chị lên đơn chỉ duy nhất like hôm nay rồi. Hết là hết nha các chị nhá. Gấu cam là bao nhiêu tiền đấy cụ ơi? 119.000. Gấu cam là 119.000 ạ. Xếp đằng sau đợi em nhá. Gấu dâu bên xào ok luôn. Mã này các chị lên đơn cho em là gấu cam cho em. 119.000. Rẻ không ạ? Quá rẻ luôn đấy. Gấu cam là 119.000. Rồi các chị ơi, không trước ai mà hôm trước nhà em các chị nhận bill này, các chị có ai bị thiếu cái này không em? Hôm trước ai nhận bill mà bị thiếu cái này thì em mời các chị lên đơn cho các chị nhá. Mai hoặc là ngày kia nó sẽ về thêm, chắc là mai hay là tối nay gì đấy. Đây ạ, à, hôm trước bị thiếu của nhiều người quá, tại vì là nhân viên nhân viên chốt nhầm số lượng ạ. À, má này em về vào cái bao hàng tối nay hoặc là ngày mai gì đấy, có nghĩa là khi mà em bị thiếu hàng thì em mới báo hàng các chị ạ. À, rồi các chị lên đơn cho em mã này di lê ạ. Di lê gấu đen và di lê gấu trắng cho em. Không biết giá bao nhiêu? 189.000 đúng không? 189.000 thôi mọi người. Di lê gấu be và di lê gấu đen ạ. Ai lấy em mời các chị lên đơn này. Di lê gấu đen và di lê gấu be cho em 189.000. Di lê ạ, di lê gấu cho em 189.000 nhá. Nhà em không tổng được đơn đâu ạ, ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn ạ. Các chị ơi, các chị cọc giúp em nhé mọi người nhé. Các chị lấy hàng, các chị cọc giúp em thôi. Hello bạn. Bạn ơi, bạn vào bạn giải vía hộ tớ cái. Đau khổ quá. Di lê cho em ạ. Chị đang mặc di lê này, đẹp xinh xỉu. Em cảm ơn chị. 189.000 đúng không? Lúc trước bán như nào, bây giờ bán vẫn thế ạ. 189.000 nhá. Hình gấu này là hình gấu dệt ạ. Hình gấu dệt nổi hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? À, bạn chưa? Bạn vẫn ở đây đúng không? Di lê cho em, bánh mèo vô dụng. Bánh bèo vô dụng 168.000. Hả? Ừ, thế à? Thôi đợi chị tí. Đang định đi khều một cái mượn tạm cái này vậy. Kẻ ô 169 độ, à 168 ok hưởng em. Kẻ ô là 168 ạ. À, di lê gấu be và di lê gấu đen giúp em ạ. Di lê gấu be và di lê gấu đen đẹp xỉu luôn ạ. 189.000 ạ. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Di lê gấu đen 189 và di lê gấu be cho em 189.000 đồng nhá mọi người nhá. Đấy, Facebook của em lại bị quét rồi. Nhục quá.
áo tớ mặc là 168.000 bạn ơi. Bạn lấy nhiêu? Có giảm đấy các bạn. Có giảm hay sao ạ? Bạn lấy nhiêu? Áo tớ mặc nhiêu? Thôi ôi này. Hàng về nó mở tít như thế này. Như Lego Be ok là. Số chuẩn giúp em nhé, đừng bom nhé. May buồn quá. Buồn của sỉ. Di lê gấu be và di lê gấu đen là 180.000. Áo em mặc là áo kẻ ô bạn ơi. 168.000 ạ. Bánh bèo vô dụng nhỉ. Ôi em thấy em hợp với bánh bèo vô dụng mấy phết đấy các chị ạ. Bánh bèo vô dụng mà em bán được nhiều lắm. Hay quá. Này kiếp này vào bom tất rồi, kiếp sau rồi đi trên đất luôn nha. Ô tất đẹp này vào bom. Này vào đây. Xét tất ạ. Bom xét tất. Ê, hôm qua chị thấy chị có xét tất The Real đẹp phết. Nhưng mà không có hàng để bán. Má này các chị lên đơn cho em là xét tất cho em. Xét tất em xả ra các chị ạ. 49.000 một set ạ. Ok bạn, xét tất cho em 49.000 một set. Có đấy ạ. Xét tất 49.000 một set nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn. Xét tất ạ. 49.000 đồng một set. Kẻ ô 168 vâng ạ. Xét tất cho em. An Bống khách mới mua 3 sản phẩm vui lòng cọc giúp mình các bạn. An Bống ơi. An Bống khách mới mua trên 3 sản phẩm vui lòng cọc giúp em ạ. Xét tất là 49.000 ạ. Chốt kẻ ô cho An Bống là dừng chốt nhá. An Bống chốt kẻ ô cho An Bống là dừng chốt. 4 sản phẩm rồi nhá. Này xét tất này nhà có. Nhà không có đúng không? Nhà có xét nào không? Mấy xét? Chị ăn 49.000 này. Từ tuần này cũng có việc để làm là được rồi. Nghỉ quá tuần rồi. Em có cái này đẹp cực. Dành cho các dân chơi. Mấy xét? 12 xét. Quá là đau buồn luôn. Em có 12 xét ạ. Ờ, cái này em đặt 100 set nhưng mà không hiểu sao nó mới về có 12 set. Nên là các chị cứ mua thưởng thức nhá. Xong rồi mấy hôm nữa về thêm thì mọi người sẽ mua thật nhá mọi người nhá. Đẹp lắm. The Real cho em. Rất The Real cho em. Trời ơi các chị ơi, quá là phê luôn. Cái này các chị comment cho em là The Real cho em. Rất The Real. Ừ, tôi đưa đây để chị mặc lại. Ôi này, bạn nào vừa mua cái áo Zile The Real này bạn ơi. Trời ơi. Hali. Bạn ơi, các bạn ơi, xét tất The Real cho em. Chiều khoảng 180.000 thôi. 79.000 ạ. Xét tất The Real cho em, tất hãng đắt đấy mọi người ạ. Em bán cho mọi người 79.000. Ai lấy các chị lên đơn. Siêu đỉnh luôn. The Real cho em 79.000. Trời ơi. Trời ơi, hơi bị được của nó đấy. Bạn ơi, bạn cho tớ nợ nhá. Bạn cho tớ nợ, bạn lấy sau nhá. Xét tất The Real cho em ạ. Bạn giao tấn nợ đúng không? Tớ có về. Tại vì tớ chỉ về có 12 set thôi à. Set tất The Real cho em này. 79.000 một set này. Tớ xin xưa cho bạn một chục. À không đủ một chục. 12 mà trừ 5 là còn bao nhiêu? Ôi thế thì hết rồi. Trừ 1 là còn 6. Không em có về mà em về 100 set cơ. Nhưng mà không hiểu sao. Nó mới chỉ có 12 set. Đẹp nhỉ. Tất The Real là set 5 đôi nhá. Set 5 đôi thôi các chị ơi. Một set 5 đôi ạ. 5 đôi sẽ có 10 chiếc. Tớ về được có 12 set bạn. Mấy hôm nữa, trong mấy hôm nữa nó mới về nốt. Tại vì trong cái bao này nó chỉ có 12 set thôi. Áo The Real bao nhiêu tiền luôn? Áo The Real kìa. Rồi nhá. Chia cho các chị comment nhá. Ý là vẫn chốt cho bạn để dự bị. Nếu mà nó không về thì bạn vẫn phải có hàng chứ. Áo The Real ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị. Áo nỉ The Real ạ. Ai lấy các chị lên đơn cho em hôm nay live stream chán nhỉ. Má này các chị comment cho em là cười đen ạ. Toàn bộ của em là theo hết nha mọi người nhá. Toàn bộ của em là theo hết ạ. Cười đen, cười hồng và cười trắng giúp em. Cười đen em dừng nhận tất The Real của em hết hàng rồi. Em có 12 set thôi chị ạ. Em thật là đau khổ quá. Có cái tất gì xinh xinh mới về không? Má này các chị comment cho em là cười đen, cười trắng, cười hồng. Cười đen, cười trắng và cười hồng cho em. 132.000 đi. 132, ừ đấy cũng có mấy cái set mặt cười The Real đấy. Cười đen, cười trắng và cười hồng cho em 132.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Ơi đẹp đấy, được của nó đấy. Nhưng mà giờ này về số lượng vớ vẩn nham nhở thế. Cười đen, cười trắng và cười hồng cho em 132.000 đồng. Áo nỉ siêu cấp VIP đây. Áo nỉ The Real của các bác đây. Trời ơi, hết nước chấm luôn.
đi rồi tắt đờ lưu và u là trời. Bà đẹp nhất đêm nay luôn. Cười đen cho em 132.000 chỉ bằng lẻ luôn ạ. Cười hồng cho em 132 ạ. Và cười trắng cho em 132.000 đâu đưa chị cái tết tắt. Lại còn là một tím nữa. Ok like nhận đơn mặt cười ạ. 132.000 đẹp thế nhở. Tiếp tục tết tắt cười luôn này các chị này. Cười đây này. Cái này có gây nghiện này các chị này. Quay đẹp thế nhở. Má cười cho em nhé các chị nhá. Tắt cười cho em. Ok la cười đen cười trắng em nhận đơn ạ. Má này các chị lên đơn cho em là tất cười này. Ủa, xinh quá. Tất cười cho em nhé mọi người nhá. Riêng đi đôi tất này thì không chơi đồ cũng vẫn ngồi cười cả ngày luôn ạ. Má này mình lên đơn cho em là tất cười ạ. Số lượng bao nhiêu đấy? Toàn màu đẹp thôi mọi người ơi. Thế thì đợt này bị ngáo rồi. Đợt này về số lượng ngáo rồi các chị ạ. Tất cười kèm số điện thoại giúp em. Tất cười kèm số điện thoại là chỉ giảm ạ. 78.000 đồng một set 5 đôi. Set tất cao cổ 78.000 đồng một set 5 đôi nhá. Set tất cao cổ cho em này. Cười đen ok em nhận đơn này. Tất cười cho em. Có đúng 20 set rồi các chị ạ. Có đúng 20 set trên cái cuộc đời này. Rất là chán. 78.000 ạ. Tất cười cho em màu đẹp quá. Tất cười 78k kèm số điện thoại ạ. Tất cười cho em 78k kèm số điện thoại. Set tất đời đi còn không em? Bạn có bạn ơi. Bạn có chứ. Mà ý là không đủ 15 ý thì tớ bảo là cho tớ nợ ấy để mấy hôm nữa về là tớ trả đủ ấy. Hả? Thế thôi á? Rồi lên cái này cho khách. Áo cô gái cho em 179.000 ngày hôm nay em chốt đơn cho các chị với giá là 149.000. Chị dạ. Tết mẫu đấy là của chị. Để đâu ấy, chứ chị để ở đây cái set tất đời gì à, set tất đời chị cắt đi của chị mà. Đâu có đâu. Bữa nay chị vẫn thấy nó loanh quanh trong tầm mắt của chị mà. Mã này các chị lên đơn cho em là cô gái á. Cô gái tóc xù này cực kỳ hot luôn. Phiên bản cô gái của nhà GC giúp em nhá mọi người nhá, xinh xỉu luôn ạ. Mã này mình lên đơn cho em là cô gái á. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại. Em có cô gái màu đen, cô gái màu trắng ạ. Ok là ok luôn ạ. Cô tất gái ạ, à, đen trắng. Tất cười vừa xong, cô lấy thêm búa. Hay là cười trước. Cười, còn cái kia là đờ riu à, kia là đờ riu. Má này các chị lên đơn cho em là cô gái giúp em. Cô gái cho em ạ, à, cô gái đen trắng hồng và cam 149.000 đồng, chỉ đẹp. Cô gái đen trắng hồng cam 149 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Cô gái đen 149.000, cô gái hồng 149.000 và cô gái cam giúp em 149.000 đồng nha các chị nhá. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại ạ. Phong cân nặng từ 40 đến 68 cân mình màu vừa. Phong cân nặng từ 40 đến 68 cân mình màu vừa. Kẻ ô chốt dự bị ạ. Ok kẻ ô chốt đi ạ. Kẻ ô chốt đi. Má này các chị lên đơn ạ. Kẻ ô ở dưới còn báo lên rồi còn. Báo luôn xuống dưới cho chúng mình chia. Má này các chị lên đơn cho em ạ. Lót lông sắp có rồi ạ. Lót lông sắp có rồi ạ. Em có áo ấy. Em có áo giữ nhiệt. Em có áo giữ nhiệt. Em mới về áo giữ nhiệt các chị ạ. Má này các chị lên đơn cho em là cô gái kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại 149.000. Cái gì đấy chúng mày? Cô gái 149. 149.000 ạ. Rất là xinh luôn. Chân nỉ da cá chéo nhá, dày dặn, đẹp nhá mọi người nhá, rất là đanh luôn. Đây ạ, à, cô gái kèm màu kèm số điện thoại giúp em 149.000 đồng. Áo len kia có hình con gấu không chị? Là sao ạ? Không hiểu ạ. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại giúp em 149.000 nha mọi người nha. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em ạ. 149.000 đồng này. Đấy, hôm nay bán sương sương thế thôi, mày không tìm ra xét tất cho chị ạ? Ủa chị vẫn nhìn nó trong tầm mắt của chị mà. Okay. Này bạn ơi. 149. Lại là cái gì đây? Lại là một set tất mặt cười nữa các chị ạ. Ôi dồi ôi, này cho các chị cười như chết người luôn. Một set là sau lưng set. Các chị ơi, các chị muốn xem cái gì các chị comment xem. Không, các chị phải nói em phải nói là set gì, set gì, hình gì, hình gì. Cứ ở đằng sau em có rất là nhiều tụi quân. Xinh thế. Đây này, cho chị coi cardigan camo phía sau đi em. Cardigan camo phía sau. Đấy, đây này. Kẻ ô phía sau.
Đấy, các chị phải comment như thế thì nhà em mới có biết được các chị thích cái gì để phục vụ các chị. Các chị cứ bảo em lên phía sau là em không biết cái gì đâu. À, khoác len nhung à? Các chị đợi em một chút nhá. Má ấy quá là đỉnh luôn. Thật sự luôn ấy, màu quá là tây luôn, về hai màu. Về hai màu gì đó các chị ạ, rất là đẹp. Các chị đợi em nhá, cardigan len nhung. Em này của nhà em là cardigan len nhung. Rồi, em lên cái này cho các chị trước. Má này các chị comment cho em là tất giúp em. Tết tất cười này các chị này, xinh không? Áo chị đang mặc 168.000. Đấy, nó là 168. Các chị comment cho em là kẻ ô 168 kèm số điện thoại ạ. Mã em mình lên đơn cho em là tất cười kèm số điện thoại giúp em 78.000 đồng một set. Một set 5 đôi nhá mọi người nhá. Set này của nhà em là tất cao cổ ạ. Một set 5 đôi cho em rất là xinh này. Ui, xinh không? Đây, xong đi một đôi xăng đan nữa. Rồi, hết nước chấm luôn. Tất cười kèm số điện thoại giúp em. Tất cười kèm số điện thoại giúp em nhé mọi người nhé. 178.000. Hàng tàu xịn luôn này mọi người này. Hàng tàu xịn luôn các chị ạ. Tất cười cho em 78k kèm số điện thoại. Tất cười 78k kèm số điện thoại giúp em. 3 set. Ít thế. Ôi, ai hết sạch hàng rồi các chị ơi. 160 set bây giờ còn 3 set. 4 set ạ. 4 set ạ. Chị đợi hàng về chị lấy xe. Vì chị biết là sẽ có người lấy cái này. 71.000 đồng xỉ bằng lẻ nhá mọi người nhá. Từ còn nhiều thì bán đắt, còn ít thì lại bán rẻ. 71.000 đồng ạ. À? Sao mini, sao mini võ lần nào cũng toàn phải kiểm tra đơn nhỉ? Đơn của bạn ấy bị làm sao ấy nhỉ? Lần nào mua cũng phải kiểm tra đơn nhỉ? Không hiểu là bị làm sao nhỉ? Muốn chốt xỉ các chị cọc xỉ 2 triệu ạ. Hàng đông các chị cọc xỉ 2 triệu giúp em. Nếu không cọc thì em không chốt đơn nhé, các chị thông cảm giúp em nhé. Đây ạ. Bán này các chị lên đơn cho em là tất nờ y bạn ơi. Tất nờ y là 71.000 xỉ bằng lẻ ạ. Tất nờ y, chị Si có rồi. Em chỉ còn 4 set thôi. Tất nờ y ạ. Đợt này không về nờ y gì ạ. Trời ơi, tất của nhà em cũng như kiểu là các chị đi chân tất đi. Tất của nhà em cũng như kiểu là thêm lại like rồi chốt. Không ạ, nhà em không chốt lại sau live stream đâu ạ. 71.000 ạ. Ai lấy các chị lên đơn tất nờ y này. Tất cười 78.000. Đúng rồi, tất cười là 78.000. Rồi, lên áo cardigan lấy thôi. Tất cười cho mình bổ sung số điện thoại nhá. Khách xỉ cọc 2 triệu lấy xỉ ở trên live stream. Giá chỉ lấy chiếc khấu từ 10-15% tổng view các mọi người nhá. Đây ạ. Ôi, dã man. Trước chị lấy nhiều lắm chị ạ. Em hết hàng rồi. Má này áo kẻ ô là 168.000 cho nên là Hoàng Xuân này. Này, chúng mày một đứa làm một việc thôi, cứ chạy đi chỗ này chỗ kia thế. Để thế. Má này các chị lên đơn cho em ạ. Bạn có rồi mà bạn. Bạn có rồi ạ. Các chị ơi, má này ở bên ngoài rất là đẹp. Má này của nhà em là chất liệu là len nhung. Và len nhung này của nhà em là len nhung nhũ. Len nhung nhũ ạ. Các chị lên đơn cho em là kẻ đen và kẻ hồng giúp em. Áo khoác ạ. Áo khoác cardigan nhé. Riêng len nhung năm nay các chị ơi làm được giá cho các chị cực kỳ rẻ luôn. 209.000 một áo ạ. Chỉ lên đơn cho các chị với giá là 1XX. Xinh lắm. Màu này nó là màu hồng cam nhá mọi người nhá. Ở bên ngoài nó là len nhung màu cam. Nói chung là hai màu này là hai màu đỉnh nhất rồi ạ. Hai màu này là hai màu đỉnh nhất luôn các chị ơi. Đây ạ. Các chị lên đơn cho em. À thế à, bạn có đấy, bạn cứ yên tâm nhá. Bạn cứ yên tâm. Vào cái tầm mà không chốt đủ cho bạn thì chắc là không gặp được bạn nữa rồi. Nên là phải chốt cẩn thận cho bạn. Má này các chị lên đơn cho em. Má này các chị lên đơn cho em là cardigan nhung giúp em ạ. Má này của nhà em là kẻ đen và má này của nhà em là kẻ đen và kẻ cam. Đen và cam nhá mọi người nhá. Màu này là màu cam ạ. Đen và cam giúp em 209.000. Chị nhận đơn 1XX được chưa ạ? Siêu đẹp luôn.
Xỉ các chị lấy đơn 20 sản phẩm cọc xỉ 2 triệu giúp em nhé. Lần đầu nếu mà các chị chưa tin tưởng ở nhà em thì các chị có thể báo nhà em trừ cọc cho các chị. Và nhà em chỉ trừ cọc lần đầu thôi. Khi các chị nhận hàng, các chị ưng thì lần sau chúng ta quay lại chúng ta hợp tác tiếp, được chưa? Còn đâu lấy xỉ của nhà em là phải cọc 2 triệu và nhà em giữ cọc. Các chị chốt đơn đến lần thứ tư thì nhà em sẽ trừ cọc cho các chị. Tiền cọc sẽ được trừ luôn vào đơn cuối cùng, các chị không báo không lấy hàng nữa. Xinh quá các chị ơi. Đây ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là cam, kẻ cam và gì ạ? Kẻ cam và kẻ đen. Rẻ 12 còn không sốt. 209. Cái phiên bản mã rẻ là nhà em hết hàng từ lâu rồi các chị ơi. 209.000. Áo em đang mặc là mã hàng kẻ ô. Kẻ ô giá bao nhiêu ạ? 168.000. Kẻ ô 168, chất liệu của em này là len nhá mọi người nhá. Len, phối len toàn bộ luôn chứ không phải phối linh tinh đâu ạ. Chỉ có một cái mã như thế này mà nó là vịt vịt ấy. Đấy chị với. Đi lê vịt ấy. Mã này các chị lên đơn cho em là kẻ ô ạ, 168.000. Được chưa ạ? Mã này nhà em bán rất là nhiều rồi. Mã này nhà em bán hơn 100 cái rồi, em mời các chị lên đơn. Kẻ ô kèm số điện thoại giúp em, Hồng Doraemon còn không sốt, Hồng Doraemon đợi em để nhân viên check nhá các chị nhá. Đây là bộ cotton ạ, siêu đẹp. Mã này các chị lên đơn cho em là nâu kèm số điện thoại giúp em. Bộ nâu kèm số điện thoại ạ. Tất đời em hết mất rồi các chị ơi. Hẹn các chị lúc sau nhé mọi người nhé. Mã này các chị lên đơn cho em này. Hẹn các chị lần sau nhé các chị nhé. Mã này mình lên đơn cho em là nâu ạ. Nâu em nhận đơn 296.000. 296.000 hàng full box xịn sò như thế này của MLB ạ. Ok, áo kẻ ô em nhận đơn 168.000 ạ. Nâu cho em ạ, 296.000, em đảm bảo rẻ nhất quả đất cho các chị luôn. Chất liệu của em này là chất liệu nỉ trần bông, rất là xinh. Đây ạ, nỉ kiểu trần bông nhá, rất là xinh luôn, nó mềm, nó mịn và nó mặc ấm vô cùng luôn. Đây ạ, các chị lên đơn cho em là nâu 269 kèm số điện thoại giúp em. Duy nhất livestream ngày hôm nay có giá là 269.000. Rẻ vô cùng luôn ạ, nâu 269 kèm số điện thoại. Còn 5 cái nữa nhá hậu nhá. Có nghĩa là chốt thêm 5 cái nữa là hết hàng. Nâu cho em ạ. Chúng nó báo ở dưới là còn 5 cái nữa. Nâu 269, vâng đúng rồi các chị ơi. Nâu 269 kèm số điện thoại. Form cân nặng từ 40 cho đến 65, 68 cân các chị mặc vừa. Các chị có thể mặc thành cà với set hoặc các chị mặc rời áo cho em rất là đẹp. Riêng cái họa tiết của Boston như này năm nay cực kỳ hot luôn, hàng chuẩn này. Các chị nhìn full logo thêu nổi toàn bộ ở trên áo như thế này ạ. Nâu cho em 269. Nâu 2, à quên nhầm, 296 nhá các chị nhá. Các chị comment lại giúp em là nâu 296 kèm số điện thoại ạ. Nâu 296 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người ơi. Nâu cho em 296.000 đồng, được chưa ạ? Chất liệu nổi cho em nhá, xốp nổi nhá, rất là xinh. Đây ạ, nó như kiểu là trần trám đây này. Nó trần trám nhưng mà đây là kiểu vải của nó như thế thôi nhá các chị nhá. Chứ nó không phải là như một cái chăn bông, nó gần như một cái chăn thôi. Nâu cho em 296.000. Em mua bộ okay, nâu màu xanh này. Lá rồi, đúng rồi. Thì như nhà em mới về thêm cái bộ màu xanh hay sao ấy các chị ạ. Nhưng mà em lên màu nâu trước nhá, nâu này là mới okay. Này 296.000 đồng, rất là rẻ luôn. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là nâu 296 kèm số điện thoại. Nhận hàng full box chuẩn xịn như thế này luôn ạ. Rồi các chị em lên đơn cho em là nâu 296 kèm số điện thoại. Em lên cho các chị một cái phiên bản Zile mix với áo sơ mi siêu đẹp. Giá em ơi. Em này là phối len nhá mọi người nhá. Phiên bản vịt cực kỳ xịn sò luôn ạ. 199.000 ạ. Rẻ quá các bác ơi, 199.000 cho em. Mã này các chị lên đơn cho em là vịt đen, vịt trắng và vịt xanh ạ. Vịt đen, vịt trắng và vịt xanh. Em này là nguyên một cái di lê vịt mix với sơ mi như thế này ạ. Nguyên một cái di lê vịt mix với sơ mi nhá mọi người nhá. Tay cũng là bo len luôn ạ. Đây ạ, em mời các chị lên đơn ạ. Xinh quá. 199.000 quá là rẻ luôn. Các chị lên đơn cho em là vịt xanh kèm số điện thoại, vịt đen kèm số điện thoại và vịt trắng kèm số điện thoại giúp em. Mã này nhà em có 3 màu. Hàng tàu xịn, chuẩn xịn này. Nó còn full tem mắc ở trên áo luôn nên các chị cứ yên tâm là hàng loại 1 ạ. Vịt kèm màu kèm số điện thoại ạ. Vịt xanh cho em ạ, 199.000 ạ. Vịt be cho em 199.000. Vịt này của nhà em là theo và mũ nổi ạ. Rất là xinh. Vịt kèm màu kèm số điện thoại giúp em 199.000 đúng rồi ạ.
bịt kèm màu kèm số điện thoại nhé mọi người nhé. Phong cân nặng dưới 65 cân mình mặc là đẹp nhất. Các chị nhìn cái viền của cái gilet vịt này nó rất là xinh luôn. Vịt này được cho em đã bán cho các chị một cái phiên bản vịt của hàng Thái. Eo em thề luôn, công nhận vịt của hàng Thái bảo sao nó đắt hơn hàng Tàu mấy chục nghìn, chất nó dày dặn hẳn luôn. Mà cái hình thêu này nó là thêu trực tiếp ở trên áo luôn ấy. Mã này của nhà em thì 199.000, giá rất là ok vừa vặn, hợp túi tiền. Vịt đồ rất là xinh. 199.000 ạ. Vịt xanh, vịt đen và vịt be. Vịt xanh, vịt đen và vịt be cho em nhé, rất là yêu luôn. Đằng sau vẫn là full một cái áo sơ mi, một cái áo gilet như thế này ạ. Vịt kèm màu kèm số điện thoại giúp em ạ, 199.000 đồng. Đúng rồi ạ, các chị ơi bổ sung màu giúp em ạ. Vịt đen là 199 này, được chưa ạ? Vịt be cho em là 199. Khách mới lưu ý cho lên số điện thoại chuẩn đầy đủ nhá. Khách mới bổ sung giúp em đầy đủ số điện thoại nhá mọi người ơi. Không có số điện thoại nhà em không lên đơn được đâu ạ. Vịt be cho em 199.000 nhá. Nó sẽ chia thành hai tà, một tà cao, một tà thấp như thế này ạ. Vịt be 199 kèm số điện thoại ạ. Và màu cuối cùng là màu xanh cho em hết màu be nhé mọi người nhé. Màu cuối cùng cho em là màu xanh, chắc là còn ở dưới đấy. Đây ạ, màu xanh đây ạ, 199.000. Ai lấy các chị lên đơn. 199 xinh nhỉ. Vịt kèm màu kèm số điện thoại giúp em 199.000 nha mọi người. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em. Bộ ạ. 199.000. Nhưng bán áo len này lúc nào cũng bị hướng đấy. Rẻ hơn nhà khác tận 60.000, em vừa mua 260. Hiểu 260 à? Không luôn. Thế chị phải bán rẻ hơn là 61.000 chứ. Không luôn. Xét bộ cho em ạ. Có mấy bộ bạn ơi? Xét bộ FF nha mọi người ơi. Xét này của nhà em hai mặt rất là xinh. Mã này các chị lên đơn cho em là bộ VIP kèm số điện thoại giúp em. Bộ VIP kèm số điện thoại. Hàng full book chuẩn xịn như thế này. Em bị khách con mất mấy bộ. Ủa em đang có một khách xỉ mà em bây giờ em đang không biết tên tuổi của khách. Nhìn quả tên tuổi của khách ảo quá. Bom một đống hàng như thế này luôn các chị ạ. Chuẩn bị phải xả thôi. Nên là khách mà không cọc là nhà em không chốt đơn ở đâu nhá mọi người nhá. Khách mà không cọc xỉ là nhà em bây giờ nhà em không xin phép là nhà em không chốt đơn nhá. Tại vì toàn chơi nick ảo. Bây giờ nhắn tin xong rồi, lúc nhắn tin bảo chuyển khoản tiền đi thì lại bảo là nick này chị ít online lắm. Thế là chịu các chị ạ. Hiếu Phi sáng không buồn nói, quét ID ra thì thấy chị vẫn đi comment mua hàng bình thường. Thế chắc là chị lại đang tiếp tục tạo nghiệp. Mã này các chị lên đơn cho em là FF, set VIP đi. Set VIP kèm số điện thoại cho em. Mấy bộ em ơi? 1, 2, chục bộ. Set VIP kèm số điện thoại cho em. 179.000. 179 ạ, set VIP kèm số điện thoại giúp em. 179.000 đồng cho chị cái gilet gấu. Set VIP cho em nhé, 179.000. Set này của nhà em hai mặt đấy ạ. 179, các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Set VIP cho em 179.000, các chị nhìn đẹp lắm mọi người ơi. Logo theo hai mặt luôn, chị Thư Lê là khách mới hay khách cũ đấy ạ? Cũ. Ok chị ạ, tại vì không thấy chị Thư Lê lên số điện thoại. Set VIP cho em 179.000 kèm số điện thoại. Xanh nãy là mã vịt. Vịt xanh, lúc đấy là mã vịt xanh kèm số điện thoại ạ. Áo em đang mặc là kẻ ô cho em. Kẻ ô em còn 5 cái. 169.000. Kẻ ô là 168 kèm số điện thoại ạ. Kẻ ô là 168.000 kèm số điện thoại. Chị Hương có nguyên cho thiếu số điện thoại đấy chị ơi. Chị lên lại số điện thoại đi chị ơi. Chị Hương mo viễn cho. Chị Hương gì ạ? Hương mo Nguyễn. Hương mo Nguyễn cho thiếu số điện thoại rồi ạ. Bổ sung số điện thoại giúp em. 68 cân mặc xe ôm ạ. Áo nỉ MLB đằng sau là cái màu nâu này ạ. À. Áo màu nâu này hết cho em ạ. Áo nỉ MLB màu nâu be này hết cho em. Nhìn xanh nó thanh nhã này. Set VIP là 179.000 ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là gilet nhá. Gilet kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Gilet gấu be và gilet gấu đen đi. Gilet gấu be và gilet gấu đen giúp em. Kẻ ô em nhận đơn ạ. Set VIP em nhận đơn ạ. Vịt xanh em nhận đơn ạ. Mã này là mã gilet cho em ạ. Áo trắng sơ mi kẻ là cái gì ạ? Là đây đúng không ạ? Kẻ ô kèm số điện thoại giúp em. Nó bị nhầm lẫn nha mọi người. Xinh lắm, 168.000. Cái này các chị lên đơn cho em là gilet gấu ạ. Gilet gấu là 189 này em. Gilet gấu là 189.000 ạ. Gilet gấu đen 189.000 ạ.
Và Zile Gố Be giúp em là 189.000 khách mới mua trên 2 sản phẩm. Khách yêu vui lòng gặp giúp nhà em để nhà em lên đơn nhé mọi người nhé. Ok ăn Ngọc chị nhận đơn nha. Áo chị mặc là 168.000 thôi em. Zile Gố Đen và Zile Gố Trắng. Zile Gố Đen và Zile Gố Be. Shop bán hàng đẹp mà rẻ, lúc nào xem like cũng tốn tiền. Em cảm ơn chị yêu, các chị cứ yên tâm là các chị mua 2 sản phẩm của nhà em mới bằng các chị mua 1 sản phẩm của nhà người ta. Đó, cộng cả ship vào rồi vẫn rẻ hơn nhà người ta đâu. Anh nhã chốt vịt xanh và Zile Gấu Đen này. Ok là Zile Gấu Đen là 189.000. 189 này. Zile Gấu là 189.000 đây ạ. Phục vụ khách hết nút chấm luôn nha mọi người nhá. Sơ mi kẻ là cần gì là có luôn. Áo Zile mặt cười vừa nãy hết hàng mất rồi các chị ạ. Các chị cái set tất gấu đi. Các chị mới set tất cả ngắn cả dài đi. Lạnh rồi đây các chị cần phải đi tất rồi. Mã này các chị lên đơn cho em là NI nâu kèm số điện thoại giúp em. Hoặc NI be đi. NI be kèm số điện thoại. Mã này của nhà em là full họa tiết mono nhé mọi người nhá. Chất liệu là nỉ da cá chéo giúp em. Chất liệu nỉ da cá chéo rất là dày dặn và đẹp ạ. Mã này mình lên đơn cho em là NI be kèm số điện thoại. Chị Lê có lên cho bến kim này. Bến kim 139.000 ai lấy các chị lên đơn ạ. Chị Lê mặt cười là hết hàng mất rồi ạ. Lên áo caro em xem với áo caro gấu ạ, đợi em một chút ạ. Áo caro gấu nha em. Mã này các chị lên đơn cho em là NIB kèm số điện thoại giúp em 132.000. Ok Ngọc Nguyễn, Ngọc Nguyễn comment lại cái mã áo kẻ, áo len kẻ cam và kẻ đen nhé. Và bổ sung số điện thoại nhé Ngọc Nguyễn nhé. Thì Ngọc Nguyễn bổ sung số điện thoại giúp nhà em nhé. Bổ sung số điện thoại giúp nhà em để nhà em lên đơn nhé chị nhé. Mã này các chị lên đơn cho em là NIB cho em 132.000 ạ. NIB 132 kèm số điện thoại giúp em. Em đảm bảo với các chị luôn là thị trường không ai có những cái dòng tất như thế này, rất là xinh. Mấy hôm nay em sẽ tung tất thái ra cho các chị. Em đảm bảo các chị là rẻ nhất quả đất luôn. Được chưa ạ? Mã này mình lên đơn cho em là gấu hồng kèm số điện thoại giúp em. Một set tất của nhà em sẽ bao gồm 5 đôi như thế này. 5 đôi 5 kiểu khác nhau nhé mọi người nhá. Tất xịn, tất chuẩn ở nó phải như thế. Ngày xưa các chị mua tất là các chị sẽ phải mua theo, các chị sẽ phải mua theo lố 10 hay là 12 đôi gì đấy. Nhưng mà nó giống y hệt nhau. Còn đây các chị ơi, bây giờ bên Trung Quốc nó làm rất là đẹp nha. Một set sẽ có 5 đôi và 5 đôi là 5 mẫu khác nhau như thế này. Rẻ lắm ạ. Các chị lên đơn cho em. Tất gấu kèm số điện thoại giúp em. Các chị yêu ơi, từ cái livestream vừa nãy xong bây giờ các chị vào lại cái livestream này, các chị bảo là xả hàng của livestream vừa nãy nghe nó rất là vô lý các chị ạ. Các chị thông cảm giúp em nhé. Một là các chị có thể hủy hết cả đơn, em sẽ không phục vụ nữa. Hai là các chị mua thêm giúp em nhé các chị nhé. Các chị tránh đổi trả hủy xả giúp em, vì nhà em đã sale rất là rẻ rồi. Các chị vui lòng đừng đổi trả hủy xả giúp em nhé các chị nhé. Mã này mình lên đơn giúp em là gấu hồng ạ. Gấu hồng là mã này đúng không? Ôi vẫn lên đơn xét kít kìa, mã hôm nay rất là chậm ạ. Gấu hồng kèm số điện thoại giúp em ạ. Gấu hồng kèm số điện thoại em tặng các chị ạ. 58.000 đồng một set tất. 58.000 đồng một set tất nha mọi người nhá. Gấu hồng kèm số điện thoại giúp em. Xinh lắm. Các chị nhìn này. Đôi này là chấm bi này, được chưa ạ? Đôi này là kẻ này, đôi này là phun gấu này. Đôi này là gấu ở bàn chân này, rất là xinh này. Đẹp không mọi người? Đây ạ, tất gấu cho em, set gấu hồng này, ok là em hết hàng này. 58, à, set gấu hồng còn không? Còn được 20 set không? Ok ạ, set tất gấu cho em 58.000, bưu xỉn em sẽ chiết khấu cho các chị nhá mọi người nhá. Tổng bưu xỉn sẽ chiết khấu trên 10% cho chị em mình. Đảm bảo là một set sẽ gồm có 5 đôi, 5 đôi nó sẽ là 10 chiếc. Rồi các chị ơi, tiếp tục cho em ạ. Mã này các chị lên đơn cho em này. Set mã gấu kẻ caro đây, mã gấu kẻ caro này thì cực kỳ hot rồi. Cực kỳ, em cực kỳ thành công một cái dòng gọi là áo kẻ caro như thế này. Mặc lên nó rất là trẻ trung, nó sang. Và lưu ý cho em, hàng của em là hàng loại 1. Gấu này của nhà em không phải là gấu in ạ. Gấu này của nhà em là gấu theo nhung nổi nhá mọi người nhá. Đó, em sẽ có 2 màu phục vụ cho em mình. Là màu đen, em ơi, phụ chị đi. Là màu đen và màu trắng. Các chị lên đơn cho em là ô đen và ô trắng giúp em. Gấu ô đen và gấu ô trắng ạ. Mỗi khi nhà em lên mã đấy, mà hôm nay lười quá không lên mã nữa. Được chưa ạ? Mình sẽ comment theo mẫu giúp em nhá. Gấu ô đen và gấu ô trắng giúp em. Gấu ô trắng thì viền trắng ạ. Gấu ô đen thì viền đen. Ok la chưa ạ? Giá rẻ vô cùng. 189.000 ngày hôm nay em chút sale cho các chị với giá là
159.000 xỉ 1XXX tiểu học nhá mọi người nhá. Hàng vừa mới cập bến luôn ạ. Gấu ô đen và gấu ô trắng giúp em. Vâng, em nhận đơn gấu ô ạ. 159.000 mọi người ơi. Màu nào cũng đẹp, nếu mà các chị thích mặc kiểu sang san xịn xịn trắng trẻo thì mình chốt cho em là cái màu trắng như thế này thì nó sẽ là bo viền trắng, nhìn nó rất là sáng và nó sang. Còn các chị thích kiểu như là đẹp ma mị đây thì các chị lấy cho em cái màu này. Rồi nhá, meo meo, hôm qua chị lấy cho em rồi. Gấu ô này nhà mình về mấy mã rồi? Ô em kiểm tra chị xem chị có mấy mã ô. Có 2 mã ô thôi ạ. Thế thôi, meo meo lấy hết rồi. Gấu ô đen và gấu ô trắng cho em ạ. 159.000, lát nữa em còn một mã ô nữa. Thế nên là các chị không thích gấu này, các chị có thể đợi em lát nữa vẫn còn một mã gấu ô nữa. Nhưng mà thực ra là gấu nào nó cũng đẹp các chị ạ. Gấu nào nó cũng đẹp. Đấy, lại còn có màu nữa các chị lựa chọn nữa cơ. Gấu ô đen và gấu ô trắng cho em. Gấu ô thông cân nặng từ 40 cho đến 68 cân các chị mặc được nhá. Áo nhỉ của nhà em là dưới 68 cân mặc được, nam dưới 75 cân quay đầu là mặc được ạ. Gấu ô đen và gấu ô trắng giúp em ạ. Sắp hết hàng rồi các chị ơi. Giá rẻ lắm ạ, 159.000. 159.000 đồng nhá các chị nhá. Mấy view trước của chị không có được chiết khấu vệ thủy. Ôi thế ạ. Chị Duyên là khách sỉ ạ. Khách sỉ nhà em là phải cọc 2 triệu thì nhà em mới chiết khấu các chị ơi. Nếu mà muốn các chị muốn lên khách sỉ các chị cọc giúp em nhá. Tại vì là khách sỉ thì sẽ có đội sỉ làm view riêng, còn khách lẻ thì là đội lẻ làm view riêng chị ạ. Thế chị nhắn tin lại giúp em nhá. Rồi ok la này. Kiểu anh khách mới mà mua okay. Từ 2 sản phẩm lên cọc giúp mình nhá. Kiểu anh nhá. Anh mới mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em nhá mọi người nhá. Đang chị đang không hiểu nói gì ấy này. Lên phong nỉ đi chị, phong nỉ là cái gì? Là áo nỉ. Là áo nỉ hay là áo phông bạn ơi? Nỉ chất phông. Bạn cho tôi hỏi là áo nỉ hay là áo phông? Lên áo gấu đen treo kia đi shop. Áo gấu đen ok la luôn. Áo gấu đen em ơi. Rồi ạ, à, rồi các chị cứ vào livestream nhé. Chúng ta cùng thưởng thức nỉ bạn ơi, ok bạn luôn. Bạn cứ chơi chữ như thế tôi chịu chết. Có sự lãnh đạo. Đầu chưa đẩy được số. Ui giời ơi. Có chiếc áo len ạ. Đi khách bom ạ. Thôi cái này để mấy hôm nữa bán đi. Cái này này dày đẹp lắm. Để riêng cho chị này. À, nếu mà các chị nhận được tin nhắn shop cô gấu cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn nhá. Các chị để ý tin nhắn giúp em nhá mọi người nhá. Nhà em không đọc tên chốt đơn nhưng mà nhà em có phần mềm và có hệ thống gửi tin nhắn về cho chị em mình đấy ạ. Các chị nhận được tin nhắn không ạ? Nếu mà các chị chưa nhận được tin nhắn thì các chị comment lại giúp em. Vì là bây giờ Facebook đang rất là ẩn comment. Trời ơi. Sao lại bom áo này của tôi à anh em ơi. Mã này các chị lên đơn cho em. Ôi rơi rồi em ơi. LA, LA ấy. LA hồng và LA cam giúp em. Mã này của nhà em là áo thun LA. U là trời của nhà MLB xịn tét như thế này mọi người ơi. Em tặng luôn cho mọi người ạ. 120.000 năm nay cực kỳ hot màu cam. Năm nay cực kỳ hot màu cam luôn. Và màu hồng cho em. Các chị lên đơn cho em là LA cam và LA hồng giúp em. Một phiên bản chất thun siêu đẹp. Được chưa ạ? Ngực theo LA cho em nhé mọi người nhé. Đây ạ, các chị lên đơn cho em là LA cam và LA hồng. Em xả cho các chị 120.000 đồng. Nhìn kỹ cho em này. Bản 11 cho em. Bản 11 thun viền MLB luôn ạ. Các chị lên đơn cho em là LA cam và LA hồng giúp em. 120.000 nhá mọi người nhá, xỉ bằng lẻ luôn. Riêng mã này xỉ bằng lẻ luôn, em bị khách bon 2 cái ạ. LA cam cho em này, hết hàng này. LA hồng cho em 120 ạ. Em mời các chị lên đơn. LA hồng cho em. LA. LV là cái gì ạ? LA, LA. LA nhá chị Huyền Mon ơi, LA đúng không nào? Còn hồng cho Huyền Mon thôi. Còn hồng cho Huyền Mon nhá. Em xem áo chữ hồng đằng sau với chị ok luôn. Các chị ơi, cái đấy là áo cardigan nhá. Mọi người nhá. Thì đưa tao đấy làm gì ạ mọi người? Rồi tiếp ạ. Đưa chị cái này là một phiên bản ấy ạ. Vâng ạ. Cao hết mất rồi. Hình như cái đợt chị chốt là chị chốt áo phông là chính. Mà áo phông thì nhà em xeo lỗ, còn đâu là hàng đông là nhà em nhận xỉ hàng đông là chốt cọc 2 triệu ạ. Em bị ngáo lắm, với cả là cũng có thể là đợt hè là các bạn ấy vẫn chốt cho chị khách là khách xỉ đấy. Tại vì mua nhiều là các bạn ấy vẫn chiết khấu cho các chị đấy. Vì là đợt vừa rồi là em bán theo kiểu mà không cọc là nhà em vẫn chốt khách xỉ. Nhưng mà chuẩn là ngày hôm nay là em bị vài khách xỉ không cọc và chơi nick ảo nên em không biết khách là ai cả. Nên bắt đầu từ hôm nay là em đã báo là
khách sỉ là phải cọc, phải auto cọc để em chuyển sang cho các nhân viên chăm sóc khách sỉ riêng, các bạn làm đơn riêng. Đấy. Đây ạ, à, các chị lên đơn cho em mã này. À em đưa cho các chị xem một. Bản bút tần màu nâu cho em siêu đẹp. Mã này có 5 cái không? Mã này có 5 cái, còn cái mã có mũ. Mã có mũ là hộp MLB. Mã này các chị lên đơn cho em là BNO kèm số điện thoại. Mã này em tặng các chị sỉ bằng lẻ luôn ạ. 188.000 đồng hàng full book, đảm bảo các chị không đi mua đồ ở đâu giá này. Nhìn kỹ cho em bản MLB hàng 11 nhá, bo viền cổ chuẩn MLB luôn ạ. Chuẩn tác MLB nhá mọi người nhá, chuẩn full tác MLB luôn ạ. Đằng sau full logo thêu nổi như thế này, toàn bộ áo này nó rất là chất và đẹp. Ai chốt được thì em chúc mừng các chị. Ok là em hết nhá các chị nhá. Ok ạ. Thế thì chắc là các bạn vẫn chốt cho chị đấy. Còn đâu là hàng đông thì là tiền hàng cao vốn cao, nên là hàng hè là em nhận xỉ 1 triệu, nên là em bảo là đợt hàng hè là khách mua nhiều là nhà em chốt cho khách rồi đấy. Còn hàng đông là khách phải cọc 2 triệu giúp em, thì là năm nào em cũng thế, hàng hè em nhận cọc xỉ 1 triệu, hàng đông em nhận cọc xỉ là 2 triệu các chị ạ. Và từ bây giờ là khách sỉ phải cọc thì nhà em mới chốt đơn. Đó, em không chốt đơn cho khách sỉ không cọc nữa, tại vì toàn chơi nick ảo thôi, không tìm thấy các chị ở đâu cả. MLB treo đằng sau đi chị, MLB treo đằng sau như bán hết rồi hay sao? Các chị ơi, một set tất gấu hơi bị xinh nha mọi người. Đây ạ, set tất gấu sẽ có 5 đôi như thế này. Set tất gấu sẽ có 5 đôi như thế này, xinh xỉu luôn ạ. 5 đôi màu đen và màu trắng, nhưng mà hình gấu, màu tất gấu là màu khác nhau ạ. Em này của nhà em là tất cao cổ nha mọi người nhá. Các chị ơi, năm nay cực kỳ hot đi dép lê và đi tất theo mọi người nhá. Mọi năm thì mọi người sẽ thấy là đi dép lê đi tất thì kiểu nó hài, nhưng mà các chị tin em đi, trend của năm nay là đi dép lê đi tất luôn. Nên là kể cả các chị đi dép lê hay là các chị đi chân đất hay các chị đi giày thì auto là các chị phải có tất rồi ạ. Và nhà em phục vụ các chị set tất gấu này với giá là 78.000 đồng. Các chị lên đơn cho em là tất gấu 78K kèm số điện thoại. Tất cao cổ của nhà em là 78.000, được chưa ạ? Tất thấp cổ của nhà em là 50.000 thôi. Phần xỉ thì có chiếc khấu cho chị em mình luôn. Đây ạ, các chị lên đơn cho em là set tất gấu cho em xinh xỉu luôn. Áo em mặc là kẻ ô 168 kèm số điện thoại. Áo em mặc là kẻ ô 168 kèm số điện thoại cho em các chị. Em đảm bảo với các chị luôn là em nói thật là em bán lẻ ở trên livestream như thế này, cái lãi suất của em nó rất là thấp. Tại vì là em đang chạy quảng cáo không, cái lãi suất của em cực kỳ thấp, nhà em bán xỉ là chủ yếu. Tất cả doanh thu của em là từ xỉ mà ra là chính. Doanh thu lẻ của nhà em nói thế ngày 1, 2, 300 đơn, nhưng mà lãi của nhà em không được nhiều đâu các chị ạ. Em xem áo với chị Quách Ánh Tuyết ơi, em xem áo gì nhở? À, Quách Ánh Tuyết hỏi cái áo chữ nhung. Em chuẩn bị ra đây cho chị. Bây giờ em lên cho các chị áo nỉ nhá. Áo nỉ gấu cho em. Em này của nhà em là phiên bản áo nỉ gấu xù ạ. Rất là xinh. Có phụ kiện này, xinh lắm. Các chị ơi, mùa hè mình đã mua những cái áo của nhà em, và các chị biết là tất cả những cái hàng Quảng Châu cao cấp nó sẽ đều là những cái hàng phụ kiện như thế này. Một là nó sẽ độc, đẹp và lạ. Em gấu này của nhà em toàn bộ là em gấu xù hết. Em zoom kỹ các chị xem chất liệu nỉ này, chất liệu nỉ hết nước chấm luôn. Các chị ạ, à, áo kẻ đang mặc, vâng ạ, à, áo kẻ đang mặc BNO hết hàng rồi. BNO hết hàng, cho chị xin một cái BNO khác đi. Mã này các chị lên đơn cho em là gấu kèm màu kèm số điện thoại giúp em, xinh xỉu luôn. 158.000 đồng, 158.000 đồng là giá bán lẻ trên live chị em mình. Xỉ vẫn có giá đẹp, vui rồi ơi các chị ơi. Hết nước chấm luôn. Mã này các chị lên đơn cho em là gấu kèm màu kèm số điện thoại giúp em, 158.000 đồng nhá mọi người nhá. Gấu kèm màu kèm số điện thoại ạ, 158. Áo chị mà còn mấy cái nữa em? Một cái nữa. Áo em mà còn đúng một cái nữa nha các chị nha. Vâng, kể cả là nếu mà lấy xỉ xong rồi là trừ cọc rồi thì có khi nhân viên nhà em nó vẫn làm giá xỉ cho các chị, vì là hàng hè giá nó rất là rẻ. Còn hàng đông thì là em báo khách là phải cọc lại giúp em. Thế thật ra khách sỉ của nhà em rất là nhiều các chị ạ. Nhà em có đến mấy nhóm sỉ liền cơ, nên là khách sỉ của nhà em rất là nhiều. Mà nhà em thì em phục vụ các chị gọi là hết nước chấm thôi, nên các chị cứ yên tâm nhá mọi người nhá. Nếu mà các chị lấy sỉ hàng đông thì chị vui lòng cọc giúp nhà em nhá. Và chị báo là tính cho chị giá sỉ thì nhân viên nó sẽ giảm giá sỉ cho chị, nhưng mà là auto là phải cọc nhá các chị nhá. Mã Nino treo là mã nào em? Mã Nino treo gần hết rồi hay sao? Hết hàng chưa? Tất gấu chị có ạ, tất gấu có đấy ạ. Chị có rồi nhá. Mã này không buộc lại cho tôi gì cả. Áo gấu kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Vâng ạ.
áo gấu kèm màu kèm số điện thoại cho em. 100 bao nhiêu ạ? 158.000. 158.000 xinh xỉu luôn. Áo nơi in lâu treo là 132.000. Áo nơi in lâu treo là 132.000 xinh lắm mọi người ơi. Họa tiết gấu nổi giúp em. Họa tiết gấu nổi cho em ạ. Màu xanh này đẹp này mọi người này, năm nay cực kỳ hot cái màu xanh này luôn. Màu xanh này mặc không hề bị xỉn da một chút nào. Không hề xỉn da một chút nào luôn. Áo gấu kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Áo em mặc còn đúng một cái cuối cùng và duy nhất trên cuộc đời này, em mời các chị lên đơn. Kẻ ô ạ, kẻ ô 168.000. Kẻ ô 168 em bán không dưới 100 cái luôn ý. Mã này các chị lên đơn cho em là gấu đen kèm số điện thoại giúp em ạ. Gấu hồng kèm số điện thoại ạ. Hôm nay hơi lười một tí đấy. Mọi khi còn mặc thử nữa các chị xem. Ok là áo đang mặc hết hàng. Nơi inno 132. Ok luôn ạ, có thể chung dự bị cho ai đâu. Rơi chị cái bên đâu đi. Nơi inno treo kìa, nơi inno treo 132 còn không các bạn? À còn, dự bị cho một người. Nơi inno treo dự bị cho một người thôi ạ. Thế dự bị cho Thúy Anh Nguyễn nhé. Nơi inno treo dự bị cho Thúy Anh Nguyễn ạ. Thế mất rồi cho Nguyễn Hoàng Diệu ơi. Nguyễn Hoàng Diệu em hết mất rồi ạ. Gấu hồng meo meo đấy. Chị đây Ngọc ơi. Chị đây Ngọc ơi. Em sẽ ở chữ đi chị, ok em. Khách mới thiện chí mua thì cọc 100.000 nhé, Phúc Kim Ngân nhé. À, khách mới mà mua trên 2 sản phẩm thì các chị phải cọc nhé. Nhà em ship code đơn 2 sản phẩm cho các chị. Nhà em là ship code đơn 2 sản phẩm cho chị em mình. Đến sản phẩm thứ 3 là các chị phải cọc nhé mọi người nhé. À, Ngọc Nguyễn hỏi áo chị mặc hay sao em? Áo gấu Han Han bổ sung màu đi Han Han ơi. Nào đưa cái áo này cho ánh mắt nào. Áo này đẹp lắm. Để thế có bị nhầm giá không? Ôi thề luôn, các chị mà không mua áo này thì các chị không còn áo gì để mà mua nữa. Em cũng không hiểu tại sao. Gì nhở? Phạm Ngọc ơi, Phạm Ngọc comment chị là kiểm tra đơn kèm số điện thoại nhá. Phạm Ngọc là chuyển khoản hết tiền rồi mà, chị nhớ là đơn đi rồi mà. Phạm Ngọc là inbox. À thế à? Inbox chứ không phải comment. Đấy, cái gì nó cũng hiện lên, các chị ạ, dùng cái phần mềm này kìa. Các chị inbox lên, các chị quê vãi trưởng. Các chị inbox lên, các chị comment nó đều hiện hết lên. Áo chị mặc chỉ có một màu thôi, bản Boston là chắc chắn là chỉ có một màu thôi. Các chị ơi, xinh lắm. Ok là. Mã này các chị lên đơn cho em là chữ đỏ và chữ hồng cho em. Đó chị nha, phiên bản này chỉ có hai màu thôi, là chữ đỏ và chữ hồng. Và lưu ý cho em nha. Em này của nhà em là len nhung ạ. Len nhung nha, không phải len thường đâu. Tất cả những dòng len nhung năm ngoái nó đắt vô cùng luôn. Em nhớ là rẻ nhất của nhà em là 269.000. Nhưng năm nay, các chị ơi, không biết là chồng em làm mã có nhầm không các chị ạ, không biết là chồng em làm mã có nhầm không. Có 199.000 thôi, 199.000 thôi. Áo chữ lớp nha mọi người nhá, rất là xinh, yêu vô cùng. Em có hai cái tông màu đẹp nhất luôn, đó là màu hồng với cả màu đỏ nhá mọi người nhá. Xinh xỉu luôn, len nhung mặc sướng cực mọi người ạ. Các chị sờ rất là mướt, rất là mịn luôn, mà nó ấm hơn len thường. Các chị ạ, nó ấm hơn len thường, len nhung này đắt hơn ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là chữ hồng và chữ đỏ giúp em. Chữ hồng và chữ đỏ cho em nhé mọi người ơi. Chữ hồng có giá là 199.000 và chữ đỏ có giá là 199.000 ạ. Chữ hồng 199 và chữ đỏ có giá là 199.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Chữ hồng 199 và chữ đỏ 199 nhé mọi người nhé. Ừ, áo chị mặc hôm qua chốt rồi nha Mèo ơi. Chữ hồng và chữ đỏ là 199.000. Rất là cẩn thận, có rồi nha em. Chữ hồng 199 ạ. Và chữ đỏ cho em 199. À, em thích len thường à. Nhưng mà len nhung nhà chị bán chạy lắm. Rồi, no bê bây giờ chị len đây. Bên đâu thôi, hộp của bên đâu đâu. Hộp của bên đâu đây. Nó là mã gì đấy? À, thế à. Mã bên đâu cho em mọi người ơi, rất là đẹp. Vừa đây em lên cho các chị là một phiên bản áo cổ tròn và hai lớp và hai mặt các chị ạ, và chữ hai mặt. Phiên bản này của nhà em là phiên bản đây, rất là đẹp. Cái logo MLB này là nó sẽ thêu nổi ở trên mũ nha mọi người nhá, chất cực kỳ luôn. Logo MLB thêu nổi ở trên mũ cực kỳ chất luôn. Em này của nhà em là nỉ hoodie thì nam nữ đều mặc được nhá các chị nhá, chất cực kỳ luôn đấy. Mã này các chị lên đơn cho em là vẫn là bên đâu đúng không? Vẫn là bên đâu cho em. Lên đơn chị em mình với giá là 209.000. 209 hàng full book chuẩn xịn như này. 209.000 đồng, chưa bao giờ có. 209 nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn, xỉ em sẽ chiết cấu xương xương thôi chị em mình. 209 ạ. Các chị lên đơn là bên đâu
209 kèm số điện thoại giúp em, kiểu nỉ mút đi rất là chất luôn. Beno kèm số điện thoại giúp em, áo cam cô gái lên hộ chị mới. Beno kèm số điện thoại giúp em 209.000 nha mọi người ơi. Cái này chèo ý. Beno 209.000. Ok là em nhận đơn Beno 209.000. Phê lắm. Đúng rồi, Beno có mũ. Beno kia em cũng hết hàng rồi mà các chị. Cái này em chỉ có, em về được khoảng tầm 15 cái thôi. Mã này em về được khoảng tầm 15 cái. Mã này em rất là thích. Mã này em rất là thích cái mũ của nó các chị ạ, nó chất lòi luôn. Các chị ơi, nó chất lòi luôn. Chỉ chốt đơn 1XX nhá. Được chưa? Chỉ em sẽ check cầu các chị nha. Beno cho em 209.000 ạ. Beno 209 kèm số điện thoại. Beno 209 kèm số điện thoại giúp em. Sắp tới sẽ có một số chương trình tri ân, các chị cứ yên tâm nha. Mọi người nhá. Còn các bác cứ yên tâm với số. Các bác mua hàng nhà em là hết còn được tặng quà đấy các bạn. Biếu quà Tết đấy cơ. Em nói thật với các chị, Tết em còn phải đi biếu quà Tết cả nhân viên rồi là cả khách cơ các chị ạ. Rồi cardigan NI. Có cardigan NI luôn. Cardigan NI luôn. Hả? Hả Tết rồi thì sao? Nên trường rất vui. Em ơi cardigan NI. Cardigan NI. Này thằng kia mày không phải ngồi đấy mày ung dung nhá. Tác phong nhanh nhẹn lên. Cardigan NI ạ. Siêu đẹp, Beno Okela luôn. 209.000 cho chị cái áo GC con hổ ấy. Tiếp tục ạ. Mã này của nhà em là phiên bản NI. Nó là áo len nhá mọi người nhá, không phải là áo nỉ đâu ạ. Áo len cho em. Áo len mà làm giá 1XX thì có được không hả các chị ơi? Em hỏi là có được không? Xỉ là còn giá lại còn đẹp cơ ấy. Mã này các chị lên đơn cho em là NI đen và NI be cho em. Lưu ý cho em, hàng này của nhà em là hàng loại 1. Hàng này của nhà em chỉ dưới hàng 1.1 thôi. Còn hàng này của nhà em là hàng loại 1 cho các chị nhá. Chất len cực kỳ đanh luôn. Mọi người ạ, chất len cực kỳ đanh luôn ạ. Các chị lên đơn cho em. Úi dồi ôi kìa, đổ lả tả kìa. NI cho em. Nhưng mà chồng để ngược mà. Ok em, NI đen và NI nâu giúp em ạ. NI đen và NI nâu ạ. Chị giấu lên áo thun đi chị. Áo thun là áo phông hả? Áo thun là áo phông đúng không? NI đen ạ, 199.000 này. Và NI nâu cho em 199.000 nhá. Đây áo cô gái có đây rồi các chị ơi. NI kèm màu kèm số điện thoại giúp em 199.000 đồng. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy cho em nhá mọi người nhá. Logo NI là logo theo nổi ạ. Logo NI là logo theo nổi. Được chưa ạ? NI kèm màu kèm số điện thoại ạ. NI kèm màu kèm số điện thoại giúp em 199.000 đồng, siêu rẻ. Ui là trời, quá là rẻ luôn. Rồi em lên áo cô gái nhá. Các chị ơi ấn vào màn hình thả tim tương tác đi ạ. Các chị ấn vào màn hình thả tim tương tác đi mọi người ơi. NI là len nhá, 199.000. Áo len đấy, không phải là áo nỉ đâu ạ. 199.000 các chị đi mua cho khác. Các chị chỉ mua được một cái áo phông thôi. Còn nhà em là các chị quẩy luôn một cái áo len rồi ạ. Bổ sung màu giúp em các chị ơi. Áo cô gái đây ạ, phong cân nặng từ 40 cho đến 60, 68 cân các chị mặc vừa. Chị Hoàng Diệu lúc nào cũng avatar. Số điện thoại của Hoàng Diệu kiểu gì đấy? Mã này các chị lên đơn cho em này. Riêng những cái dáng nỉ hoodie nhá, bao giờ nó cũng sẽ rộng hơn các chị ạ. Đó, còn dáng nỉ thường như này nó sẽ là giấu quần cho các chị. Mã này các chị lên đơn cho em là cô gái ạ. Cô gái đen kèm số điện thoại ạ. Cô gái hồng kèm số điện thoại giúp em. Riêng mã cô gái năm nay cực kỳ hot, chuẩn bị cho chị cardigan lông em ơi. Cô gái hồng cho em kèm số điện thoại. Cô gái hồng kèm số điện thoại giúp em. Cardigan lông có mã cardigan lông tiên chốc. Cô gái hồng ạ, cô gái cam và cô gái trắng giúp em. Ai thích hồng và cam, thích những cái tông màu dễ thương ngọt ngào thì các chị chốt cho em màu hồng, màu cam. Màu trắng thì nó rất là sang các chị ạ. Màu trắng thì nó cực kỳ sang luôn ạ. Các chị lên đơn cho em là cô gái trắng á. Cô gái trắng kèm số điện thoại giúp em 149.000. Không ai bị ngáo đá đấy. Không ai bị ngáo đá, bán đúng giá ngáo đá luôn. 149.000 cho một phiên bản cô gái á. Hàng chuẩn xịn như thế này luôn. Full tắc mát xịn sò. Chất liệu nỉ da cá chéo cho em nhá các chị nhá. Hàng tàu xịn cho em, bo viền cổ cho các chị ạ. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại 149.000, xỉ đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cô gái kèm màu đẹp lắm. Áo chị mặc là 209.000 nhá. Áo chị mặc còn không em? Lam BB. Beno 209 kèm số điện thoại, hàng full book ạ.
Em đang mặc là BNO 209 hàng phone book ạ. Ai lấy các chị lên đơn cô gái cho em. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại ạ. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha các bác nha. Rồi ạ, 149.000. Chỉ duy nhất livestream ngày hôm nay. Áo em đang mặc là BNO đây ạ. BNO là nỉ hoodie. Đẹp quá. Hay lấy cái em mặc nhỉ? Hôm trước lấy chưa nhỉ? Không nhớ nữa rồi. Các chị ạ. Em không nhớ luôn đấy, là lần trước em đã lấy cái áo này chưa. Em cũng tranh thủ shopping được một đống rồi các chị ạ. Huyền Mon có cô gái cam rồi nhé em okay, ơi. Ok, Huyền Mon có. Ok, áo okay, cô gái mời các chị lên đơn. Áo này lên lông đấy ạ. Bác nào hỏi lên lông này các bác ơi. Má, Long ơi, mày cú lai chán thế nhở. Ok la, áo len lông cho em. Mọi người ơi, em này của nhà em là len lông thỏ mịn ạ. Form thoải mái dưới 70 cân mình mặc ok. Nhìn kỹ lông của nhà em nhá, mềm mịn mướt hàng loại một, nó không hề bết một chút nào. Khi các chị nhận hàng không có một cái mùi gì luôn. Ngoài mùi tiền. Mặc cái áo này đúng kiểu mọi người có tiền đấy, đẳng cấp đấy mới mặc cái áo này. Dê. Được rồi bạn ơi. Má này các chị lên đơn cho em là lông trắng và lông be. Chán thế. Không bị ngáo à. Không rảnh thế. Bếp của mình vẫn anh ăn gậy như điên ấy. Lên làm sao được. Mặc thằng áo đá. Má này các chị lên đơn cho em là lông trắng và lông be giúp em. Lông trắng và lông be 249.000. Lông trắng và lông be 249. Có hai màu nhá mọi người nhá. Các chị nhìn này đẹp không? Sao lại thế? Lông trắng có đúng một cái á. Về gì về một cái. Trả hàng hết rồi à? Lông be có mấy cái? Lông be và lông trắng cho em. Lông trắng em còn đúng một cái duy nhất trên cuộc đời này. Ok, hết trắng. Ok, em hết trắng nhá. Lông trắng chị chỉ có một cái thôi nhá. Lông be cho em ạ, 249.000. Lông be 249. Hôm nay nhà em nhận xỉ mới ở trên live hai cháu. Em sẽ xả ra chị một má này. Gia Bảo khách mới mua, lưu ý mua từ 2 sản phẩm cọc giúp mình 100 nhé. Gia Bảo khách mới mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em ơi. Thêm một be lông ok. À, đưa chị cái đấy. Thật Lê có cô gái cam nha. Đặt ai ạ? À? Lông be em có. Này cái này xong một cái này. Tiếp đi. Be ok này. Ok này. Má này nha, em sẽ tặng cho các chị một cái này. Em sẽ tặng các chị một cái áo này. Các chị comment cho em là siêu cấp VIP kèm số điện thoại. Siêu cấp VIP kèm số điện thoại giúp em nha mọi người nhá. Siêu cấp VIP kèm số điện thoại hàng phone book dư thế like. Em sẽ tặng các bác. Lùn đô có à? Cô gái cam hả Lùn đô ơi. Vừa đây bán kia bao nhiêu tiền? Em bán cho các chị 132.000 luôn. Đừng đâu có được cô gái cam. Mời các chị lên đơn. Nới nâu em hết rồi chị ơi. Nới nâu hết hết rồi các bác ơi. Lại dự bị cho một cái. Và danh sách dự bị không? Vừa nãy mày dự bị cho 1-2 khách rồi. Bây giờ trong tiềm thức của chúng nó là rất là nhiều khách bom hàng ấy. Chúng nó chỉ chơi trò dự bị thôi. Các chị ạ, 132.000. Lông be còn không? Còn 132.000 mày mở mở. Hết trắng rồi toàn be. 132.000. Ngạc Vũ chuyển sang màu be đi, màu be này phải. Cái này comment cho em là siêu cấp VIP cho em nhá. Okay. Có mấy cái? Có hai cái thôi ạ, có hai cái thôi ạ. Có hai cái thôi ạ. 132.000 này, ghi mã vào em ơi. Siêu cấp VIP em hết này. Không chơi hệ top top. Nhà chị không chơi top top rồi em ơi. Chị không có thời gian đấy. Đâu ơi này, sáng bán cái hàng. Cam đằng sau là cô gái cam. Về trông con các chị ạ. Người mẹ của gia đình. Trắng cho em ạ. Ơ vừa lấy chị tặng cái này đồ like mà nhỉ. Nới y em hết mất rồi chị Thú Duyên nhé. Nới y trắng cho em ạ. Đập hộp trắng cho em. Đập hộp trắng cho em nhé mọi người nhé. Trắng cô, cho em. Cô gái cam đằng sau là 149.000. Cô gái cam đằng sau là 149.000. Chiếc live stream ngày hôm nay hơi bị ảm đạm một chút. Má này các chị comment cho em là trắng giúp em ạ. 132.000. LV Long rồi cái gì ta? 132.000 à? Ui em đầy tiền thì chị ạ. À? Em còn đang tiêu mãi hết tiền thế này. Và em lười em không chơi top top đấy chị. Em
nói thật là em hơi ngu các chị ạ. Một nick top top của em là ngày trước là em up phim các chị ạ, cái hồi mà kiểu mới chơi top top ấy là em up phim. Một nick của em được 50.000 follow, một nick của em được 16.000 follow, em có hai là ba cái nick gì đấy đấy. Đợt đấy là em ở cái ánh chơi top top là theo kiểu mà các chị chưa chơi là em đã rảnh quá là em đã ở nhà em up phim lên đấy rồi. Đây là toàn những cái bọn mà mơ mộng rồi ơi đất hỡi, nó chỉ vào để nó xem review phim thôi, cắt những cái đoạn phim ngắn nó đăng lên ý. Nói đi chẳng có mấy cái, 4 cái dán mã vào em ơi, có mã vào đi em, có mã luôn ở ngoài đi. Ok, nói đi chẳng em hết ạ. Trần Thị Quý khách mới đẹp. Mua 2 sản phẩm cọc giúp mình 100 nhé Trần Thị Quý nhá. Trần Thị Quý ok thì đồng ý, không thì mình sẽ xuất dự bị cho bạn khác. Mỗi màu có 1 cái em. Má này đẹp cực các chị ạ, các chị nhìn tác này. Các chị nhìn thẻ cạc của em nó này, hết nút chấm luôn. Em cao cô gái ạ. Như bước ra comment là luôn. Cô gái cao 149. Cô gái cao là 149.000 ạ. Em ơi bóc hộ chị nhá. Rồi em sẽ mặc thử cho các chị xem, má này đỉnh lắm mọi người ơi. Má này siêu phê luôn, má này của nhà em là nỉ rút đi nhá mọi người. Hết mất rồi nhá mọi người ơi. Phê cực kỳ luôn. Thấy em hết ạ. Mặc 209. Meno em mặc là 209.000 ạ. Riêng áo này của nhà em thì hết nút chấm rồi các chị ạ. Toàn là dân chơi thì mới chơi những cái hệ này thôi. Toàn là dân chơi thì mới chơi những cái hệ gọi là vip như thế này. Các chị nhìn này. Full tăng mát này. Đỉnh chưa? Đỉnh chưa các chị ơi? Bổ sung số điện thoại nữa Thu Hiền. Bổ sung số điện thoại đi. Tìm em ở đâu bây giờ? Thu Hiền ơi bổ sung số điện thoại. Này hôm nay nhà chị đã gọi là khó ở rồi. Nhà chị đã live chi do một bầu không khí ảm đạm như thế này rồi. Nhẹ nhàng đưa đẩy những đơn hàng rồi. Lên được quả like đi toi. Thế là vừa lấy chồng nhìn nhầm pet kia. Một pet của em ngon rồi đấy. Còn pet này của em vẫn tèo này. Các chị này suốt ngày ăn gậy thôi. Chồng bị lác à? Đỉnh không? Hết nước chấm chưa? Thì hút đi nha. Hàng siêu cấp VIP nha, chị không chơi top top em ơi. Trường làm cô giáo chết em ạ, à. Chị không biết chữ. Chị không biết chơi top top. Tôi nói thật là chơi một cái sân gọi là phiệt book như này đã quá đối với mọi. Nhưng mà sắp tới em sẽ tuyển thêm cộng sự và lấn sân sang top top nhá mọi người nhá. Vì sang top top được sống ảo hơn đúng không? Chơi Facebook này chỉ được mấy cái mua từ 2 sản phẩm cộng giúp mình 100 cái filter cặp tóc này thôi. Thì sang top top thì bên ảo hơn đúng không các chị? Má này các chị comment cho em là Bibi ơi. Hổ đen, hổ BB trắng và hổ hồng giúp em. Hơi đẹp luôn. Em tặng các chị 199.000 xỉ đẹp. Được chưa ạ? Riêng năm nay năm hổ mà các chị không có một chiếc áo nỉ như thế này trong tủ đồ của mình thì thật sự luôn là rất có lỗi với thời trang nước nhà. Nha các chị nhá. Mình lên đơn cho em này. Áo đấy 77 cân bằng vừa không em? Các chị lên đơn cho em 77 cân cao mét bao nhiêu? Trời ơi, sao các chị không nghe em tư vấn à? Thế rồi lại 77 cân rồi. Thì Trần Thị Quý nào thôi cái mã vừa nãy ra. Chuyển luôn cho bạn rất nhiều người đang đợi. Đấy, nhà em cứ auto là dưới 65-68 cân mặc là đẹp thôi các chị ạ. Rồi các chị lên đơn cho em là hổ đen, hổ trắng và hổ hồng giúp em. Hổ đen, hổ trắng và hổ hồng cho em nhá mọi người nhá. Một size thôi ạ. Mã nỉ hoodie cho em này. Hổ đen, hổ trắng và hổ hồng cho em ạ. Ai lấy các chị lên đơn. Lan BB lại có size S không? Em hơi nhỏ không có size đâu các chị ơi. Kể cả hàng Âu chuẩn nó cũng không có size đâu các chị ạ. Hổ cho em nhá các chị nhá. Chị cao 1m77 sao chị cao thế? 77 cân cao 1m77. Thế thì lại bằng được. Người khổng lồ. Thế thôi. Gấu không đến mông thì lại không bảo hành được. Nhà em bán hàng uy tín có bảo hành nhưng bây giờ cao thế thì bên em không bảo hành được. Khó lắm. Giờ Facebook không cho em comment được nữa phải làm sao chị? Thế đổi là đi khác đi. Thôi bảo là em nhắn tin đi. Em nhắn tin đi thì có để đây rồi. Các chị ơi lên đơn cho em là hổ đen, hổ trắng và hổ hồng giúp em.
nha mọi người nha. Áo xanh gấu đợi chị một chút nha. Hổ đen, hổ trắng và hổ hồng cho em. 199.000 nhìn kỹ cho em này. Những cái búp như thế này các chị chỉ có chơi hàng siêu cấp VIP thôi. Được chưa? Hàng super bản layout 11 mới có đây. Bây giờ các chị mua áo, các chị đã nhận luôn một cái búp như này về đập hộp xuống tay luôn. Hổ đen, hổ trắng và hổ hồng cho em. Giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng, các chị không nghe nhầm đâu. 199.000. Nới nâu đằng sau có ngắn không chị? Không có ạ. Em ơi, hạ nới nâu chuyển sang nới cho mã khác lên đi em. Hổ đen, hổ trắng và hổ hồng giúp em mặc màu hổ trắng là màu khó mặc nhất để cho các chị dễ hình dung, nhưng mà nó vẫn gọi là hết nước chấm luôn các chị ạ, chất lòi kèn luôn. Đây ạ. Ai lấy các chị lên đơn cho em này. Nick mới, nick ảo. Nick không đăng ký đầy đủ, em cứ cho một cái mặt lên, em đừng cho như thế. Facebook may mà nó còn chưa quét em đấy. Mã này các chị lên đơn cho em là hổ kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Áo hổ kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Được chưa ạ? 199.000 đồng, ok là em nhận đơn. Hổ kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 199 ạ, ai lấy các chị lên đơn ạ? Hổ kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. 199.000 xong chưa bạn ơi? Nào, cho chị tiếp em ơi. Bộ này được đấy. Hổ là 199.000. Hôm anh Tân hát em cười như con điên, thằng chồng em nó bảo em mày điên hả? Ít có điên. Đây cả phòng chị còn cười như một lũ điên nữa là em đúng không? Bảo thử bảo chồng em xem chồng em có cười không? Hổ đen, hổ trắng và hổ hồng cho em. 199.000 đồng. Em còn hổ trắng và hổ hồng nhá mọi người nhá. Em còn hổ trắng và hổ hồng 199.000. Rồi các chị ơi, ấn vào màn hình thả tim tương tác giúp em. Chung sinh đấy kìa gì. Em còn một đen thôi nhá, chốt uy tín giúp em nha. Chốt chuẩn giúp em nha. Khách mới mua trên 2 sản phẩm cọc giúp mình luôn nhá. Khách mua trên 2 sản phẩm cọc giúp em nhá mọi người nhá. Mọi người mua 2 sản phẩm thì nhà em sẽ ship code. Còn các chị mua trên 2 sản phẩm thì các chị vui lòng cọc giúp nhà em. Để nhà em lên đơn cho chị em mình. Được chưa ạ? Rồi các chị lên đơn cho em. Ủa ôi sao tương tác chán như này. Cái gì đấy? Giật luôn. Mày lại. Thế đi ra hàng ấy. Ở đâu ra đấy? Ok là hổ trắng em nhận đơn ạ. Em lên các chị một set bộ nồi nhé. Chị cần cọc 100 là được nhé, Bình Nguyễn nhé. Cọc 100 thôi ạ, các chị ơi. Khách mới chỉ cần cọc 100 thôi ạ. Set này hôm nay em sale cho các chị này. Hôm nay em sẽ sale các chị nha mọi người nhé. Chúng ta cùng đón một chiếc bão sale. Em ơi đừng lo, em ơi đừng chưa tương lai vội tắt. Áo khoác đỏ ạ, ok em luôn. Áo khoác đỏ đồ em biết bao nhiêu tiền. Set nồi ạ, 299.000 nốt. 299.000 nha mọi người ơi. Mã này các chị lên đơn cho em là NI kèm màu. Set NI giúp em. Set NI 299 ạ. NI 299 đi. NI cho em 299.000 siêu đẹp mọi người. Ai lấy các chị lên đơn ạ?